Về đầu tư trái phiếu thì nó có các cái nhược điểm mà nhà đầu tư cần phải hiểu. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái trọng yếu nhất mà rất nhiều người không thể tham gia đầu tư trái phiếu được. Chào mừng anh chị và các bạn đến với chương trình Học Trải Nghiệm Tài Chính Cá Nhân. Chương trình được phát sóng vào 20 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh YouTube Tiền Của Tôi Official. Để tìm kiếm các cái bài học mới nhất, anh chị vào YouTube và gõ từ khóa Tiền Của Tôi. Sẽ có rất nhiều các cái bài học mới nhất để anh chị tham khảo. Để nhận được các cái thông báo về các cái bài học mới nhất, anh chị đăng ký kênh và ấn vào nút chuông. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ. Thứ nhất là kiến thức đầu tư trái phiếu nó khá là phức tạp. Khá phức tạp. Thực sự là khi đầu tư trái phiếu thì bạn cần phải gì? Đánh giá về doanh nghiệp, đánh giá về các biện pháp bảo đảm của cái trái phiếu đó. Rồi bạn phải cân đối các cái dòng tiền, đúng không ạ? Đó, kiến thức liên quan đến những cái đó khá là khó, đúng không ạ? Tuy nhiên thì không phải là không học được. Những cái đó thì nó giống như chúng ta đầu tư cổ phiếu thôi, đầu tư chứng khoán thôi, không khác gì cả. Tuy nhiên là cái góc nhìn của nhà đầu tư trái phiếu và góc nhìn của nhà đầu tư cổ phiếu khác nhau. Nhà đầu tư trái phiếu là nhà đầu tư cho vay. Chính vì vậy mà nó sẽ liên quan đến việc là khả năng chi trả, lãi gốc. Còn nhà đầu tư cổ phiếu là quyền sở hữu, là nhìn về khả năng tăng trưởng của doanh nghiệp đó, chứ không phải là nhìn về khả năng chi trả. Đó, hai cái đấy khác nhau nhé. Đó, tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá về mặt là doanh nghiệp đó có hiệu quả hay không, doanh nghiệp đó có kinh doanh tốt hay không, doanh nghiệp đó có uy tín hay không, đó, vân vân, rất nhiều các yếu tố. Đó. Cái khó khăn và nhược điểm thứ hai đó chính là giao dịch đầu tư. Và tôi biết chắc chắn rằng rất nhiều người đang mơ hồ về cái việc giao dịch đầu tư trái phiếu như thế nào. Thực sự hiện tại đầu tư trái phiếu đang dành cho các nhà đầu tư lớn rồi. Những người mà chuyên nghiệp, những người hiểu biết về đầu tư trái phiếu. Còn hầu hết những nhà đầu tư nhỏ thì thường là khó giao dịch đầu tư. Bởi vì sao? Cái việc tương tác đầu tư nó rất là khó khăn. Có nhân viên chăm sóc đầu tư cho mình hay không ạ? Ví dụ như mình số tiền nhỏ làm sao ai chăm sóc đầu tư cho mình được? Khó, đúng không ạ? Chính vì thế mà nó làm cho cái việc là mọi người hầu hết là cảm giác khó khăn. Thứ hai là những người lớn tuổi chẳng hạn, đó, cái việc giao dịch đi lại rất là phức tạp. Và thứ ba nữa là gì? Nằm ở các thành phố lớn là chính thôi. Còn ở các tỉnh rất khó. Khó đầu tư, đúng không ạ? Ok. Cái nhược điểm thứ ba đó chính là gì? Rủi ro. Chúng ta phải xác định là đầu tư trái phiếu là có rủi ro cao hơn so với tiết kiệm ngân hàng. Đó, tôi nhìn chung thôi. Tuy nhiên thì anh chị và các bạn cũng nên nhìn ở một góc độ khác. Thì có một số doanh nghiệp, đúng không ạ? Có thể là uy tín hơn cả về ngân hàng, đúng không ạ? Thế thì ví dụ như là Vingroup đấy, hay là Mansan, có thể to hơn cả một ngân hàng ở Việt Nam, ngân hàng bé đó. Thế thì rõ ràng là chúng ta đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp an toàn hơn so với ngân hàng ở một số cái khía cạnh nhỏ thôi. Và tôi nói là nhỏ thôi, đúng không ạ? Một cái nhược điểm cuối cùng đó chính là trái phiếu thì hiện tại chưa có nhiều, chưa được phát hành rộng rãi ở trên thị trường. Chính vì vậy mà ít người có thể là tiếp cận được các cái trái phiếu, các loại hình doanh nghiệp đó. Như vậy là tôi vừa mới chia sẻ với anh chị và các bạn nhược điểm trong việc đầu tư trái phiếu rồi, đúng không ạ? Tôi mong rằng những cái chia sẻ, những cái góc nhìn này sẽ giúp ích được cho các anh chị khi thực hiện đầu tư. Tôi cũng đã mất rất nhiều thời gian, hàng năm trời, để mà tôi tìm hiểu về nó. Tôi hiểu những cái vận hành, cái luật chơi trong việc đầu tư trái phiếu. Chính vì vậy mà tôi có những cái kiến thức cơ bản như vậy để chia sẻ lại với các anh chị. Tôi hy vọng rằng đâu đó nó sẽ giúp ích được cho các anh chị trong việc đầu tư. Và nếu có những cái góp ý, cái chia sẻ, các anh chị cứ thoải mái comment. Và nếu mà các anh chị thấy hay thì cho tôi xin vài cái like để mà gia tăng chia sẻ những cái kiến thức của mình tới nhiều người hơn nữa.
Rất trân trọng, cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Hy vọng được kết nối và chia sẻ, trao đổi cùng với mọi người để gia tăng kiến thức cho bản thân tôi và cũng như là cho tất cả mọi người. Tôi mong muốn học hỏi được nhiều kiến thức hơn nữa. Thực sự là đến thời điểm bây giờ, tôi cảm thấy là mình còn thiếu rất là nhiều và tôi hy vọng rằng rất nhiều những cái kiến thức bổ ích của tất cả mọi người, các nhà đầu tư khác, rồi những cái chuyên gia khác sẽ đến gần với tôi hơn, tôi được học nhiều hơn và tôi lại được chia sẻ và giúp đỡ những nhà đầu tư mà chưa có những kinh nghiệm đó. Cuối cùng, chúc các anh chị sẽ luôn luôn đầu tư một cách chắc chắn, một cách an toàn, một cách bình an, một cách vui vẻ. Chúc mọi điều may mắn đến với các anh chị và các bạn. Xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều ạ.